Hi, xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Buddha, bình luận viên tào lao, chào với đạo Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli. Vietjet, thành phố Vinh, Hồ Chí Minh City, 13:30 và đáp cánh an toàn 15:30. Đại Lâm và Nguyên Tem Phong Tân Hiệp đã về đến Sài Gòn Hồ Chí Minh City. Nhiệt độ hiện tại bây giờ ở bên ngoài là 30 độ C. Một chuyến đi Hà Tĩnh rất tuyệt vời, không khí náo nhiệt rất tuyệt vời. Đây. Vietjet. Sài Gòn Hồ Chí Minh City 15:30. Đại Lâm và Tem Phong Tân Hiệp, Quý Nhóc Tiên Đèn, Tấn Mại, Hoài Hận, Khang Lùng, Treo Lùng và ông bầu Phong Tân Hiệp đã về đến nơi an toàn. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả những người hâm mộ bà con Hà Tĩnh, đặc biệt là bà bầu Mỹ Anh tạo sân chơi và ông bầu Hưng Mobi, Minh Khôi Mobifone. Ông bầu rất tuyệt vời. Một lần nữa xin chúc cho các bạn luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nhé. Đây, hàng ghế trên của chúng ta là Triều Lùng, ông bầu Phong Tân Hiệp, Hoài Hận. Bên kia là Quý Nhóc, Khang Lùng, Chánh Hà, gọi là Tiến Đàn và Tấn Mãi. Cùng đoàn hành khách từ thành phố Vinh về Hồ Chí Minh City. Thật sự một cái giải của Mỹ Anh Hà Tĩnh, đặc biệt là phụ nữ và phụ nữ quá tuyệt vời của fan hâm mộ người Hà Tĩnh, hâm mộ cực kỳ về bóng chuyền phủ các bạn. Thì bây giờ máy bay đã dừng hẳn và mọi người đã chuẩn bị hành lý, hành trang cho mình.
Đây là Chiều Lùng Chiền Hai sẽ trở lại vào ngày 14 tới đây tại giải Bình Long Bình Phước. Còn Tiến Đen, Tiến Đen sẽ hứa không biết trở lại khi nào. Tiến Đen chỉ hứa trở lại và trở lại thôi. Quá ghê gớm. An toàn về Sài Gòn rồi các bạn. Còn đây là cô gái rất xinh đẹp của chúng tôi. Dạ. Trời ơi trời, học cái chân giật mình. An toàn về Sài Gòn. Đây các bạn thấy không? Cái nắng Sài Gòn hiện tại bây giờ là 15:30. Nhiệt độ bên ngoài khoảng 30 độ C. Cũng rất dễ chịu. Vietjet ơi, Vietjet. Lúc nào cũng cho chúng tôi ở lại 1 đến 2 tiếng đồng hồ là quá chuyện bình thường các bạn ơi. Vietjet ơi là Vietjet. Còn đây là các cô gái rất dễ thương của Vietjet chúng tôi. Chính thức đã có mặt tại Sài Gòn lại rồi các bạn ơi. An toàn về Sài Gòn. Ok. Trời ơi, gặp bạn đã làm anh em bốn chuyện nữa đây. Trời trời trời, đi đâu gặp chân bắt tay cái ơi, chúc sức khỏe ơi. Ok. Giờ đi đâu anh, đâu anh? Anh đi Hà Tĩnh mới về giải quá đó. Giải đoàn hay là ông chuyện? Cái giải bóng chuyện Hà Tĩnh mới xong á. Xin chào. Chuẩn bị đi lấy xe về thôi các bạn ơi. Xin chào Khang Long. Khang Long mới có người đón thật sự rất tuyệt vời các bạn ơi. Quá wow, ok. Nhiệt độ cái không khí 30 độ C. Nắng quá. Các bạn thấy tiếng đèn xài chân dài quá. Chị Khang ơi. Sài Gòn Bon Chen. Sài Gòn Bon Chen, các bạn thấy không? Chết tay. Đấy luôn vang lên nha. Ừ.
đã có mặt tại Sài Gòn rồi các bạn, an toàn rồi. Tạm biệt cái nắng 37, 38 độ C của Hà Tĩnh. Đã về đến Sài Gòn nha, tem phong thân đẹp, thất thủ và thân tu. Đây, anh chàng cao kiều quý nhóc đòn chúng tôi. Lấy xe thôi, chuẩn bị go thôi. Ôi cơm. Ôi trời ơi, tình cảm nhất của tôi đây trời. Thật sự quá tuyệt vời cho chính Hà các bạn ơi. Chào tạm biệt các bạn nha.